quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, không biết trong những tuần lễ vừa qua với rất là nhiều những cái phương pháp Ni sư đã chia sẻ cho chúng ta trên con đường thực tập và áp dụng tâm hỷ trong đời sống hàng ngày, thì quý vị đã áp dụng chưa và có thấy những cái trở ngại gì trong cái lúc mà mình ngồi thực tập cũng như là mình đối cảnh mỗi một ngày hay là không? Thì quý vị có nhớ những cái đối tượng mà mình quan tâm khi mà mình phát triển tâm hỷ không? Những cái đối tượng đó chính là người mình tôn trọng nè, người mình yêu thương, người dân, rồi tới người ghét và cuối cùng là người thù. Ni sư cũng đã chia sẻ cho chúng ta những cái lợi lạc rất là, Bảo Ngọc phải nói là nó cũng rất là to lớn khi chúng ta thực hành một cách nghiêm túc trên cái sự phát triển tâm hỷ của mình. Thì để tìm hiểu thêm về tâm hỷ này thì xin mời quý vị đến với sự chia sẻ của Ni sư trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, và con mời cô Hạnh. Dạ, kính thưa sư, lần trước đó là mình có nói về những cái lợi lạc của tâm hỷ. Và con nhớ cái lợi lạc đầu tiên mà nghe rất là thường là mình thức an, ngủ yên. Dạ, thức an, ngủ yên. Thấy không có gì đặc biệt. Có lẽ là tại vì mình có phước, mình được sống một cuộc sống ở đây cũng khá là yên lành. Nhưng mà con thấy không phải lúc nào cũng vậy. Tại vì có những người, dù là ở bên Mỹ này đi, con có nghe những cái gia đình mà có bạo động. Khi chưa chắc là họ sống mỗi một ngày thức mà yên. Tại vì không biết cái người bạo động, cái người bảo hành mình đó không biết chừng nào đi say rượu về đánh mình một trận hay thảo tiền hay gì. Rồi con thấy những người như ở bên Trung Đông, người ta con cứ nghe là ở bên, nhất là ở bên Do Thái á, là tại vì họ lúc nào cũng đánh nhau, không biết bên nào làm cái gì, đặt bom chỗ nào. Người ta ra đường lúc nào cũng liên lạc với gia đình bằng cell phone mà liên lạc đều. Tại vì không biết là mình đi ra đường, mình đi mua đồ, chút nữa mình còn về được không? Dạ, nay cái đụng không biết mình đi đâu. Nghĩa là thức mà rất là bất an. Dạ, dạ. Thì khi mà chúng ta phát triển cái tâm hỷ này thì nó có một cái điểm là cái năng lượng một khi mà phát ra thì nó sẽ chiêu cảm, tức là nó gọi những cái năng lượng khác mà nó cùng tần số với nó. Chẳng hạn như khi mà mình tu tập cái tâm hỷ này thì cái tâm ganh ghét, đố kỵ và tâm sân nó phải được trừ diệt, hoặc ít nhất nó giảm thiểu đến mức gọi là maximum có thể. Đó, thì khi mà mình giảm thiểu như vậy thì những cái năng lượng do sân hận, tại vì khi đánh nhau hoặc là khi mà mình gây những cái nhân quả rất là xấu về cái sự sân hận và đố kỵ thì mình mới lãnh những cái quả đó. Còn khi mà chúng ta thực tập mà tu tập cái pháp mà là phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, đặc biệt tâm hỷ, thì nó cái diệt trừ ngay từ cái phần mà ganh ghét đố kỵ. Và khi mà những cái tâm này mà cái gốc sân mà được đoạn trừ thì cái năng lượng sân nó sẽ chiêu cảm cái năng lượng sân, kêu bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhưng mà bây giờ mình đang tu tập cái tâm này thì giả sử mình có cái bên kia, những người họ ghét mình, họ vẫn có thể trải cái năng lượng sân của họ ra, nhưng mà mình thì không đối lại. Và khi mà mình không đối lại thì nó không thành một cái năng lượng đối kháng để có thể mà mình lãnh đủ những cái quả. Thành ra cái khi mà người mà tu tập tâm hỷ, họ có một cái lợi lạc rất là lớn, đó là thế giới có thể không vui mà bản thân của họ vui. Nếu mình ở trong cái gia đình mà không biết ông kia, ông bè, ông đánh mình lúc nào thì cơ bộ mình vui khó. Khi mà cái nghiệp của mình mà mình có tu tập, mình có ý thức, thời gian sau nó cũng sẽ giảm. Tức là khi mình gặp một cái tình huống như vậy đó, là mình đang trả một cái quả. Nhưng mà không bao giờ là mình chấp nhận một cái định mệnh hết. Nó nghĩa là chưa tới gần là mình có thể chạy. Tức có nghĩa là mình có thể chuyển nghiệp được. Là cái nghiệp của mình là không có cố định. Cho nên khi mà mình chuyển, đầu tiên có thể bạo hành một hai lần, rồi sau đó chắc không bạo hành được nữa rồi đó. Nhất là mình sợ cái xứ Mỹ này. Có những người không bỏ được, thưa sư, tại vì thí dụ như có 5-7 mặt con, bỏ cũng không được, mà đi đâu, cái người kia nó cũng đi kiếm mình, nó ác vậy. Thành ra có những người đó chắc họ phải tu tập giỏi lắm, chứ không thể nào họ sống trong sợ hãi, mà không biết họ còn đầu óc để mà trải tâm từ cho đến cái người mà đánh mình hoài không?
cái mỗi một cái trường hợp là mình tu pháp môn một cái nó cụ thể. Đó, thì nếu như trong cái trường hợp mà họ đang sợ hãi, họ trải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ gì cũng không được á, thì còn cái biện pháp sám hối á. Dạ, có nghĩ là phải còn vậy. Cái một biện pháp sám hối, còn một cái biện pháp giải nghiệp, tức là mỗi một cái tình huống thì là mình lại giải một cách khác nhau. Dạ. Chứ một viên thuốc thì nó không có, một liều thuốc thì nó không có gọi là trị bá bệnh, nhưng mà nó có thể hỗ trợ trị bá bệnh, nó có thể hỗ trợ. Tại vì tất cả những cái mà chúng ta đang nhận bây giờ, tình huống của khổ đau hay tình huống của sung sướng hạnh phúc, tất cả mấy cái đó nó đều do những cái mà mình đã từng tạo, và bây giờ nó đến lúc quả nó chín thì mình nhận. Thì nếu quả mà chưa chín thì mình có quyền không cho nó chín bằng cách là không tưới nữa, hoặc là hái non, vân vân. Cái nào mình cũng có thể tình huống cụ thể. Còn cái mà chúng ta nói để mình phát triển tâm hỷ và được những cái lợi lạc, thì cái lợi lạc cụ thể của nó đó là nếu tình huống mà nó không gọi là quá bức bách, như cái tình huống như hồi nãy mà chị nêu là trường hợp bạo hành, mà nó có đang trong trường hợp mà là bạo hành dữ dội, hay là mình đang ở trong chiến tranh đó, thì cái trường hợp bạo hành dữ dội nó sẽ có những cái biện pháp mà từ pháp lý cho đến sửa tâm đều có cái biện pháp của nó. Và trong trường hợp từng trường hợp cụ thể một thì nó có những cái phương pháp gia cái này giảm cái kia đó. Thì nhưng về cái căn bản gọi là nền tảng đó, của sự thực hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, thì cái kết quả của nó vẫn là an lạc. Bởi vì thế giới có thể bất an, nhưng với cái tâm của mình là tha thứ, tâm của mình là thương yêu, tâm của mình là nhẹ nhàng, thì thế giới nó cứ động mà mình thì vẫn cứ tỉnh. Tức là mình sẽ không có tạo một cái lực đối kháng. Thì sư đã nói hai bàn tay thì nó mới vỗ nên tiếng này. Chứ bây giờ một bàn tay thì cứ vỗ, một bàn tay không vỗ thì nó không bao giờ nên tiếng hết. Cũng như vậy, khi mà mình thực tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, đặc biệt tâm hỷ mà chúng ta vừa đi qua những thời gian, để mà qua những cái đối tượng diệt trừ phiền giận, để tâm hỷ được phát khởi, thì cứ mang năm đối tượng mà diệt trừ phiền giận ra là biết là tâm hỷ của mình chắc chắn là nó sẽ phát triển được, và mình sẽ tạo được cái thức bình an. Con nghĩ là nếu mà mình có phước, bây giờ mình chưa có gặp những cái trường hợp đó, không, mình ráng mà mình bồi đắp những cái tâm hỷ, đừng có để kịp, để coi như là nước đến chân mới nhảy á, thì trường hợp đó là trường hợp mà làm nó khó kịp, và mình sẽ phải lãnh một phần hậu quả rồi. Còn đằng này nước chưa tới chân, thấy họa lo nhảy trước đi. Thì không bao giờ mình bị nằm trong trường hợp bị gấp rút. Và như là cô Hạnh cũng chia sẻ với quý khán giả đó, thì khi mà mình đọc những cái, mình được biết những cái lợi lạc của một hành giả phát triển tâm hỷ, mình tưởng nó rất là bình thường, nhưng mà mình chưa vào trong cái hoàn cảnh nguy khốn đó thì mình không biết là cái mình đang hưởng nó quý biết chừng nào mà biết, mình không có đúng, biết đúng, đúng. Và cũng tương tự như vậy á, thì có một cái lợi lạc nữa là khi mà lâm chung, tinh thần mình lúc nào cũng được sáng suốt và không mê muội. Điều này làm cho con nhớ tới một cái nghiệp, một cái loại nghiệp ở trong đạo Phật mình là cận tử nghiệp. Mà cái điều đó nó cũng rất là quan trọng. Con xin sư có thể chia sẻ thêm cho tụi con hiểu về cái cận tử nghiệp này, nó ảnh hưởng tới một cái đời sống trong những kiếp sau của tụi con như thế nào. Nếu theo cái nhìn, dưới cái nhìn mà gọi là tâm lý học Phật giáo, thì cái tâm lý, cái tâm thức cuối cùng, những cái suy nghĩ cuối cùng, những tư tưởng cuối cùng, nó sẽ quyết định cái chỗ với môi trường mà mình sẽ tái sanh sau đó. Nếu như mà mình cả một đời của mình sống trong cái tâm trạng mà mình thực tập, ở đây là mình thực tập chứ không phải là mình là sẵn sanh ra mà mình có từ bi hỷ xả liền, mà là mình phải thực tập để mà mình thay đổi. Mình thay đổi tánh của mình, nóng thì nó giảm từ từ. Ngày xưa là đụng vô chưa đụng đã nóng, còn bây giờ đụng vô thì cũng nóng nhưng mà nó mau giảm chẳng hạn. Thì đến lúc mà mình, cho đến lúc cái tâm của mình mà nó rất là bình luôn, rất là khó mà có thể nóng, thì nếu mà người nào mà thực tập đủ cái tâm từ bi hỷ xả này đó, thì lúc nào họ cũng cảm thấy đời rất là bình yên. Và trong nhân quả là đối với đạo Phật không phải đợi kiếp sau,
mà nó phải ngay từ kiếp này. Ngay từ kiếp này mà bạn thực hành từ bi hỷ xả là bạn đã thấy là bạn khỏe và bạn hạnh phúc ngay từ bây giờ. Chẳng hạn như với cái tâm hỷ đi. Với cái tâm hỷ, khi mà mình tu tập một cái tâm hỷ, sự ganh ghét đố kỵ là nó đã, nghĩa là tâm hỷ phát triển đến đâu thì cái tâm ganh ghét đố kỵ nó giảm tới đó. Và cái gốc mà để cho ganh ghét đố kỵ phát khởi nó cũng giảm luôn. Thì khi mà sự ganh ghét đố kỵ mà nó giảm thì cái niềm vui trong tâm mình nó tăng. Hỷ mà. Đó, thì là bởi vì mình đang, vì mình không ganh ghét đố kỵ cho nên mình thấy người ta thành công, mình cũng rất là công là mình chi vui đó, mình chung vui. Và vì vậy cho nên á, bao nhiêu cái vui của người thì mình lại chung được một chút. Và cuối cùng mình thấy mình là người rất là nhiều niềm vui. Và nếu như mà mình đang trong cái tâm mà mình rất là vui vẻ với mọi thứ, và thêm một cái điều là mình lúc nào mình cũng từ bi với mọi thứ, vui vẻ với mọi thứ, ngay lúc đó mà mình đi vào trong một cái vô một cơn bệnh và mình mất chẳng hạn, mất trong tâm trạng hoan hỷ, trong tâm trạng không níu kéo cái gì, thì coi như rằng là mình cái cõi lành đó là mình sanh là chắc chắn. Tại vì cái tâm niệm cuối cùng là cực kỳ quan trọng. Như lần trước sư có nhắc là chuyện vua A Dục, mà trong lúc mất với cái tâm giận, bởi vì cái cô cung nữ hoặc người hầu cận đó mà quạt mệt mỏi quá mà quạt trúng mặt đó, mà nổi sân đó, thì cái sau đó là đọa làm rắn, làm con mãng xà, nó lớn dữ lắm. Thì cái tâm niệm đó nó quyết định, trong khi cả đời nửa đời sau của vua A Dục là làm điều lành, nhưng mà cái nửa đời trước đó là vó ngựa, gọi là chinh chiến mà máu chảy thành sông, cho nên cái nghiệp sát đó lúc đó cộng theo cái tánh nóng nữa, và cuối cùng là cái quả kia nó chín trước, cái quả mà sát sanh nó chín trước. Thành ra khi mà biến thành con, mà đọa làm con mãng xà với muôn vàng những con trùng nó rút rỉa, nó giống như mình trả nghiệp sát mà gọi là trả gấp vậy. Thì nếu như mà tâm lành á, tâm lành của ông của vua Dục mà nó chín trước, tức là lúc đó là trước lúc chết ông ta khởi tâm từ bi muốn giúp đỡ mọi người vân vân như lúc bình thường, thì có lẽ là cái nghiệp sát nó sẽ trả chậm hơn. Và trong lúc mà trả chậm hơn á, là mình có quyền chuyển nó. Nhớ là nghiệp là mình chuyển được, cho nên cho mình thời gian để chuyển cỡ nào cũng được. Bởi vậy xin nói cái yếu tố thời gian là cực kỳ quan trọng. Và cái tâm niệm cuối cùng trước lúc chết nó sẽ cho mình biết là bạn sanh về đâu, sanh về cõi nào. Nếu mà chết trong những cái chết quá hãi hùng, cái chết quá sợ hãi á, thì mà trước khi chết mà cái hiện những cái tướng rất là dữ đó, thì chắc chắn là sanh cõi không lành đó. Và cái tâm niệm mà bình yên mà được vui vẻ thì trong thân thể con người mà ít ai mà đối diện với cái chết mà bình tĩnh, nếu như mình không chuẩn bị trước tư tưởng. Thành ra trong đối với đạo Phật bao giờ cũng nói sống thì hạnh phúc mà chết thì bình an. Thì mà để mình tạo một cái chết bình an thì nó đi theo một cái luật quán tính. Luật quán tính đó là bình thường mình làm cái gì thì khi cuối nó sẽ đi theo chiều hướng đó. Giống như là bạn lái xe vậy, bạn đang lái với một tốc độ tăng dần đều, thì khi mà chiếc xe nó thắng một cái thì chuyện bạn chúi về phía trước là chuyện bắt buộc, mặc dù nó có giật nhẹ phía sau rồi nó cũng phải chúi về phía trước thôi. Cho nên á, là cái định luật quán tính chính là định luật của nghiệp lực mà trước khi mà mình chết mình sẽ phải lãnh đủ. Rằng là bạn làm cái gì thì nó sẽ đẩy bạn lúc chết đi theo cái chiều đó. Thưa sư, nếu mà mình có trong gia đình một người thân mà mình biết là đang sắp lâm chung, thì thay vì con cái lo lắng nói chuyện này nọ, mình có nên nói với người thân mình, nhắc những cái gì mà người thân đã làm, những cái gì tốt hay là những cái gì thiện người thân mình đã làm không sư, để cho người đó nếu nghĩ lúc về đó, cái đó. Nếu lúc mà bình thời á, cái người thân của mình là sắp chết mà bình thời người đó có làm điều gì tốt mà hễ nghĩ tới điều đó là người đó vui,
thì mình sẽ tìm cách mình nhắc làm sao gợi về những cái kỷ niệm đẹp này, gợi về những cái hành động thiện mà khiến cho họ vui, họ phấn khích, họ hoan hỷ, thì nên nói những cái điều đó hơn là tạo những cái điều lo lắng rằng là không biết anh đi rồi em sẽ sao, hoặc anh em đi rồi anh sẽ sao, con sẽ sao, thì nó lại sẽ tạo một cái nghiệp vấn vương. Mà tạo một cái sự vấn vương á thì chắc chắn sự tái sanh nó cũng là tái sanh bình thường thôi đó. Nếu như còn phước mà tái sanh cõi người thì nó đi theo cái nghiệp vấn vương của mình. Còn nếu mà mình muốn là đi về những cái cõi cao hơn thì những cái điều thiện đã từng làm á thì gợi lại để cho họ nhớ. Thì khi họ vui với điều thiện đó thì họ sẽ sanh về cái cõi thiện tương ứng. Thí dụ mình không nghĩ ra điều thiện gì sao, thí dụ như là cái người này chỉ bình lo thường... con cho cháu thôi, thì nếu mà nhắc cái đó thì lại quay trở lại làm con làm cháu trong nhà nữa. Ai biết nhắc cái đó chị? Không, nhưng mà nhắc cái gì thì con không biết. Thí dụ như cái người này không làm việc thiện bao giờ, chỉ có sống bình thường như vậy mình thôi. Nhắc họ niệm Phật. Không niệm Phật bao giờ. Nếu mà người nào, tại vì nếu họ chưa từng quen niệm Phật, nhắc niệm Phật họ dị ứng đó. Và nếu như mà mình nhắc những cái gì, tại vì trong đời thế nào rồi cũng có một cái điều gì tốt mà họ đã từng làm. Chị nghĩ là trong đời một con người chắc chắn phải có một điều gì tốt họ đã từng làm. Thường thường làm cho gia đình. Dạ. Nhưng mà nếu mình nhắc cho gia đình thì sư cũng không muốn mình nhắc gia đình, tại vì nó sẽ thành nó sự quyến rũ. Không, điều thiện mà làm cho không phải chỉ cho gia đình không. Tại vì mình cũng đã từng góp tiền bố thí nè, mình cũng đã từng góp tiền từ thiện nè. Và rồi những cái đồng tiền đó mình sẽ gợi nhắc cho là trong thiên tai người ta khổ đau thì sao, mà đồng tiền của chị nó sẽ giúp đỡ người ta cái gì nè. Thì cái đó là mình có thể gợi nhắc đó. Tại vì biết bao lần mà những ở đây chị thấy là thiên tai gì cũng có góp tiền vô đó. Thì gợi nhắc những cái gì mà khiến cho cái tâm của họ, họ cảm thấy họ mở rộng ra. Chứ còn nếu mà cũng nhắc mà nhắc ngược ra, nhắc làm sao mà họ bó chặt lại á, thì rồi cũng vui, họ cũng vui cái đó, nhưng mà họ sẽ vương vấn lắm. Và trong cái quá trình như vậy thì không nên, tại vì tạo cái tâm niệm mà vương vấn lúc cuối là họ đi cũng khó, mà chắc chắn tái sanh rồi sẽ quấn quấn lấy nhau. Thưa sư, nếu như mà một người có cái sự am hiểu về cận tử nghiệp, họ có thể suy nghĩ như thế này có được không thưa sư? Một đời này nếu mà họ đã lỡ nóng tính và làm nhiều điều họ không có được tốt, nhưng mà đến cuối đời họ chỉ ăn chay niệm Phật, để mà biết mình sắp chết cứ niệm Phật và ăn chay rồi làm chuyện này, nhiều chuyện tốt, với một cái hy vọng rằng là những cái điều tốt lành trong cái giờ phút gần liệt cuộc đời này sẽ giúp cho họ đi tới một cái tái sanh ở một cái cõi an lạc, thì cái suy nghĩ như vậy và cái cách làm như vậy nó có đúng không sư? Suy nghĩ như thế là đúng, mà cách làm như thế cũng đúng, chỉ có điều kịp không thôi. Tại vì cái thói quen nào nó mạnh hơn. Đó, khi mình để bàn cân nó giống như là cái điều này, điều của mấy mươi năm nó quá là nhiều, còn cái điều này thì nó quá nhẹ thì nó dễ, nó tạo một cái cán cân không có thăng bằng. Như vậy để mình nhớ đến cái lực quán tính, tại cái quán tính nó đã quá mạnh thì cái lực cản đó nó không có đủ mạnh. Đúng, nó như mạnh vậy. Không có đủ thì cái quán tính nó vẫn đi tới tiếp. Nhưng mà nếu mà cái lực phía bên sau tuy chậm mà mạnh, tức là họ đã nghĩa là kêu là lập địa thành Phật á, tức là tuyến cướp mà bỏ dao lập địa thành Phật, thì coi như là cái tâm phát vậy là ăn năn hối hận rất là mạnh, rồi quyết tâm phát tâm là sửa đổi cũng rất mạnh. Còn nếu mà giờ thời gian kịp nữa là ăn chay đó. Và như rất là bên Phật giáo thì có pháp môn tu tịnh độ, tức là họ nỗ lực họ làm điều thiện và họ nỗ lực họ niệm Phật với cái mong ước là những cái nghiệp nào nó đuổi chưa kịp thì cho mắc nợ luôn để tôi trở thành tỷ phú, tôi trả nợ 100.000 tức là tôi là tỷ phú của phước đức thì tôi trả nợ cái 100.000 tội ác đó, nó không có đến, tức là nó trả được. Thì cái tâm cuối cùng mà phát mãnh liệt bao nhiêu thì cái sự mà nó chuyển hóa được cái nghiệp quá khứ, tức là chưa chuyển xong thì cũng còn mắc nợ, nhưng mà ít nhất cũng còn khất nợ được. Quý khán giả thân mến, với những cái sự chia sẻ của ni sư trong chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận ra một điều rất là đặc biệt thưa quý vị, đó chính là tất cả những cái gì chúng ta làm mỗi một ngày nó tạo thành một cái thói quen,
Và thói quen này khi mà nó tích lũy lâu ngày, nó trở thành một cái lực đẩy, hay mình hay gọi là lực quán tính ở trong môn vật lý. Và điều đó cho chúng ta nhớ rằng là mình làm điều xấu, tuy rằng là tới cái phút cuối mình thay đổi, nhưng mà mình phải phát một cái tâm rất là mạnh. Chứ nếu không thì những cái điều mà mình điều xấu mình đã làm á, thì cái nghiệp nó tới mình xoay trở không có kịp. Cho nên chi bằng ngay từ bây giờ mình cũng tạo một cái lực quán tính, đó là cái lực quán tính luôn làm những cái điều thiện, để cái lực đó nó cứ đẩy mình cho tới những cái phút cuối cùng của cuộc đời, cái sự bình an nó tới với mình một cách rất là nhẹ nhàng, thưa quý vị. Và thay mặt tất cả những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc, thân tâm được nhẹ khỏe, những phương pháp mà Ni Sư chia sẻ có thể giúp ích trong đời sống của quý vị. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.